tiếp theo của Tiến sĩ Phạm Thị Lệ Quyên với cái chủ đề Saccurosis. Đây là một cái chủ đề cũng uh, khá hay bởi vì nó cũng còn ít gặp ở chúng ta và và uh, Thị sĩ Quyên đã cho chúng ta một uh, số về cái cái, cái chủ đề Saccurosis. Dạ vâng, em uh, xin cảm ơn lời giới thiệu của thầy Nguyễn Đình Tiến. Kính thưa thầy Tiến, kính thưa thầy hồi và thưa các quý vị đồng nghiệp. Uh, thì bài trình bày của em là về uh, chẩn đoán và điều trị Saccuodo những cái thách thức uh, em cho chị cái bài. À, phần trình bày của em gồm có bốn phần thứ nhất là một vài cái nét đại cương à, thứ hai là về tiếp cận chẩn đoán sarcoido à, về điều trị sarcoido và em xin trình bày một cái vài ca lâm sàng thì uh, như chúng ta đã biết thì xác uh, coido phổi thì nó là một cái bệnh lý mà có thể gây ảnh hưởng đến đa cơ quan toàn thân, trong đó thì phổi là một cái cơ quan mà bị tổn thương thường gặp nhất với cái tỷ lệ gặp có thể đến trên 90% và bệnh được đặc trưng bởi cái sự hình thành các cái tổn thương mà viêm hạt không có hoại tử bã đậu. Uh, về tỷ lệ mắc sắc đô thì khác nhau trên toàn thế giới với tỷ lệ từ 2 trên 60 ca trên 100.000 dân và thường gặp ở một số các cái nhóm dân số ví dụ như là những cái người uh, da đen rồi người mỹ gốc phi, người uh, gốc uh, Scandinavia hoặc là Uh, những cái trường hợp nó có thể là liên quan đến những cái uh, công việc nghề nghiệp mà có phơi nhiễm với lại yếu tố môi trường. Bệnh thì có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng mà lứa tuổi thường gặp nhất là ở trong cái độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Và bệnh ờ sắc đô thì có những cái biểu hiện về triệu chứng lâm sàng rất là đa dạng do có tổn thương đa cơ quan và các cái triệu chứng này cũng thường là không đặc hiệu có thể gặp trong nhiều bệnh khác. Uh, về hình ảnh uh, tổn thương trên X quang mà gợi ý bệnh sắc đô thì cũng có thể gặp trong các cái bệnh lý khác. Chính vì vậy mà uh, việc chẩn đoán bệnh trên lâm sàng cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn do triệu chứng không đặc hiệu và có thể chậm trễ trong chẩn đoán. Cái việc quyết định điều trị bệnh thì phụ thuộc nhiều vào cái sự tiến triển của bệnh vì phần có một cái tỷ lệ lớn bệnh có thể tự thoái lui cũng như là cái việc mà khi mà lựa chọn các cái thuốc điều trị trong sắc cô đô chủ yếu là các cái thuốc ức chế miễn dịch thì cũng có nhiều các cái vấn đề về tác dụng phụ khi sử dụng kéo dài. Uh, về sinh bệnh học của đô thì cho đến nay thì cũng chưa rõ có uh, giải thích được một cách rõ ràng về cái cơ chế sinh bệnh học của đô. Uh, tuy nhiên thì có một số các cái giả thuyết và người ta uh, thấy rằng là uh, ví dụ như là khi quan sát những cái người mà có tiếp xúc với lại các yếu tố môi trường như là phơi nhiễm với lại các cái bụi nghề nghiệp hoặc là ví dụ như là ở uh, mỹ khi mà xảy ra cái vụ mà cháy uh, tổn uh, cháy của trung tâm thương mại thì uh, sau đó nhiều năm thì có gia tăng những cái người mà có tiếp xúc uh, tham gia cứu hộ trong trong cái vụ cháy đấy tăng cái tỷ lệ mắc saccardo và uh, nó được lý giải theo một số cách cơ chế đó là do cái sự tiếp xúc của các cái uh, cái các cái dị nguyên hoặc là các cái yếu tố mà uh, uh, kháng nguyên tự kháng nguyên hoặc là một số các loại vi khuẩn ả, tác động vào cái receptor ả, tôn live receptor ả, và ở của các cái ả, tế bào thực bào đa nhân và từ đó thì nó kích hoạt các cái phản ứng miễn dịch giải phóng ra các cái cytokine, rồi các cái chemokine gây hóa ứng động các cái tế bào viêm đến ả, tại chỗ đó và ả, hình thành lên cái phản ứng viêm hạt. Uh, phần tiếp theo là về cái tiếp cận của chẩn đoán sarcoido thì thứ nhất là về triệu chứng lâm sàng của sarcoido thì tùy theo cái tổn thương của các cái cơ quan mà có thể uh, xuất hiện trong cái trường hợp bệnh đó mà có thể có những cái biểu chứng hiện triệu chứng ở uh, triệu chứng về hô hấp thì bệnh nhân có thể biểu hiện bằng các triệu chứng như là ho mạng tính uh, thường là ho khan dai dẳng tuy nhiên một số trường hợp có thể ho khạc đờm trắng có thể có triệu chứng khó thở đặc biệt là khó thở khi gắng sức rồi đau ngực khi mà có những cái tổn thương phổi lan tỏa hoặc nhiều về triệu chứng toàn thân thì có thể gặp các cái triệu chứng mệt mỏi rồi sốt hoặc là gầy sút cân hay là da mồ hôi trộm à, cũng như là các cái một số các cái triệu chứng biểu hiện thì nó rất là thay đổi tùy thuộc vào cái tổn thương cơ cái cơ quan mà bị tổn thương cũng như là cái tiến triển của bệnh có thể biểu hiện cấp tính hoặc là biểu hiện mạng tính và có nhiều trường hợp là có thể tình cờ phát hiện dựa trên phim chụp X quang ngực à, như vậy có thể thấy rằng là với triệu chứng lâm sàng của đô thì à, triệu chứng có thể rất là đa dạng tùy theo cơ quan tổn thương và các cái triệu chứng này thì nó không đặc hiệu có thể gặp trong nhiều các cái trường hợp bệnh lý khác À, một số các cái biểu hiện mà ngoài phổi được coi là đặc hiệu đối với lại sắc côi đô thì mặc cái, tỷ lệ gặp của các cái triệu chứng này thì rất là ít thôi tuy nhiên thì nếu có thì nó cũng là yếu tố đặc hiệu gợi ý là bệnh nhân bị mắc sắc côi đô ví dụ như là hội chứng lốp thì có thể gặp ở trong khoảng 5 đến 10 bệnh nhân với các cái biểu hiện là bệnh nhân có sốt cấp tính rồi có hạch rốn phổi đối xứng hai bên có hồng ban nút hoặc là có biểu hiện của viêm cái khớp vùng mắt cá chân hai bên hay là trong cái hội chứng hia là cái hội chứng mà có biểu hiện sốt rồi viêm màng bộ sốt viêm màng bồ đá, và viêm các cái tuyến nước bọt mang tai, rồi các cái trường hợp mà xuất hiện các cái ban tổn thương ở trên da à, gọi là các cái ban lupus penio là cũng lại được coi là những cái tổn thương mà đặc trưng có thể gặp trong sắc thì khi mà có những cái triệu chứng này, nó là các triệu chứng biểu hiện đặc hiệu gợi ý chẩn đoán sắc à, Và đây là một cái bảng về Uh, đánh giá về các cái triệu chứng lâm sàng mà có thể gặp ở trong xác côi đô tùy theo cái cơ quan tổn thương là gì mà sẽ có các cái biểu hiện lâm sàng tương ứng trong đó thì có thể thấy là với phổi là cái cơ quan mà bị tổn thương nhiều nhất gặp với cái tỷ lệ là trên 90% theo các cái nghiên cứu và các cái triệu chứng thì chủ yếu là ho có thường là ho khan rồi khó thở và khó thở thì chủ yếu là gặp ở những cái giai đoạn mà có tổn thương phổi nặng giai đoạn 3 giai đoạn 4 trên uh, tổn thương trên phim x-quang ngoài ra thì có thể gặp tổn thương ở các cái cơ quan khi mà có có tổn thương các cơ quan khác thì có thể sẽ có các biểu hiện triệu chứng tương ứng ví dụ như là mắt thì tổn thương viêm bằng bồ đào cũng có thể gọi là cái triệu chứng mà chúng ta cũng gặp hay gặp ở trong sắc cô đô thì có thể biểu hiện bằng các cái triệu chứng đau mắt đỏ mắt rồi là sợ ánh sáng rối à, loạn thị lực vân vân và chúng ta phải cho bệnh nhân đi khám mắt hay là các cái tổn thương ở cơ ở khớp Uh, rồi các cái tổn thương uh, trong một số trường hợp có thể có các cái tổn thương ở các cái tạng như là gan lách hay là của các cái vùng tuyến nước bọt mang tai và tổn thương của hệ thần kinh thì cũng có thể gặp với và được bệnh nhân có thể biểu hiện bằng cái dấu hiệu trên lâm sàng là liệt của dây thần kinh bảy vâng em xin lỗi à, về các cái thăm dò mà để chẩn đoán sau cơ đô thì à, tùy theo cái vị trí mà tổn thương mà chúng ta sẽ có các cái chỉ định để làm các cái thăm dò chẩn đoán cận lâm sàng phù hợp thì à, hàng đầu thì sẽ phải đề cập đến các cái vấn đề về các cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chúng ta sẽ có à, thường thông thường nhất đó là chúng ta có x quang phổi rồi có ct lồng ngực có chụp em cộng hưởng từ tim hay là chụp cộng hưởng từ của hệ thần kinh trong trường hợp chúng ta nghi ngờ là có tổn thương ở các cái cơ quan đó à, nội soi phế quản ống mềm hoặc là nội soi phế quản siêu âm à, rửa phế quản phế nang hoặc là sinh thiết uh, xuyên thành phế quản đối với lại hạch trung thất hoặc là sinh thiết niêm mạc phế quản để chẩn đoán. Rồi xét nghiệm máu thì trong một số các trường hợp Saqoido thì có thể là uh, tăng cái nồng độ của ACE ở trong huyết thanh hoặc là tăng canxi máu cũng là những yếu tố để gợi ý chúng ta chẩn đoán trong các cái bệnh cảnh về lâm sàng phù hợp. Uh, uh, trong trường hợp bệnh nhân có các cái tổn thương ở các cái cơ quan và cần thiết để làm chẩn đoán mà cần phải sinh thiết thì chúng ta có thể tiếp cận sinh thiết ở các cái vị trí có tổn thương các cơ quan như là vị trí hạch tổn thương phổi hay tổn thương và các cái thăm dò chức năng hô hấp uh, chúng ta cần làm để đánh giá cái sự ảnh hưởng của bệnh đối lên chức năng phổi của bệnh nhân về hình ảnh x-quang phổi trên sắc côi đô thì chúng ta có được phân ra làm năm cái giai đoạn tổn thương trong đó giai đoạn đầu thì trên hình ảnh x-quang là chúng ta có không thấy có tổn thương gì cả hoàn toàn bình thường giai đoạn 1 là giai đoạn mà chỉ nhìn thấy cái tổn thương ở hạch rốn phổi hoặc là hành trung thất và cái hạch mà chúng ta nhìn thấy trên x-quang thường là hạch đối xứng ở hai bên ở các cái vùng rốn phổi và đây cũng là một cái bệnh cảnh lâm sàng mà chúng ta thường gặp nhất đối với lại những cái bệnh nhân mà sắc côi đô được chẩn đoán đó là tình cờ đi khám sức khỏe định kỳ thì chụp phổi phát hiện ra tổn thương hạch rốn uh, phổi đối xứng hai bên với cái tỷ lệ gặp có thể từ 50 và tỷ lệ gặp là từ 45 đến 65 phần và trong những trường hợp này thì phần cái tỷ lệ thoái triển tự thoái triển của nó cũng tương đối là cao từ 50 cho đến 90 là có thể tự thoái triển mà không cần điều trị gì Sarcoidosis giai đoạn 2 là tờ, trường hợp mà trên X quang có các cái tổn thương hạch trung thất và kết hợp kèm theo các cái tổn thương nhu mô phổi gặp với tỷ lệ từ 30 đến 40% và cũng có tỷ lệ từ 30 đến 70% là có thể tự thoái triển mà không cần điều trị. Với sarcoidosis giai đoạn 3 thì là trường hợp chỉ có tổn thương ở nhu mô phổi mà không có các cái hạch trung thất và không có tổn thương sơ hóa ở phổi gặp với tỷ lệ ít hơn là 10 đến 15% và uh, với cái nhóm này thì cái tỷ lệ thoái triển thấp hơn từ 10 đến 20% có thể tự thoái triển. Và cái nhóm 4, giai đoạn 4 là cái giai đoạn nặng nhất là ở giai đoạn mà đã có cái tình trạng sơ hóa của nhu mô phổi với cái sự giảm thể tích phổi rồi giãn phế quản co kéo thì gặp với tỷ lệ là 5% và đối với cái nhóm này thì bệnh sẽ là không hồi phục và chắc chắn là cần phải điều trị đây là một số các cái hình ảnh về x-quang phổi à, với cái uh, hình ảnh đầu tiên ở cái hình ảnh A này đó là đô ở giai đoạn 1 chúng ta thấy là bệnh nhân chỉ có biểu hiện là các cái hạch rốn phổi với hình ảnh là hạch đối xứng hai bên à, đối với cái hình ảnh thứ hai là hình ảnh B thì đó là cái đô ở giai đoạn 3 là giai đoạn mà chúng ta thấy là vừa có tổn thương phổi, uh, vừa có hạch rốn phổi đối xứng hai bên và có các cái tổn thương kẽ ở nhu mô phổi hai bên và cái từng trường hợp thứ tư Ở giai đoạn 4 này là các cái tổn thương nhu mô phổi với cái tình trạng là tiến triển sơ hóa và gây ra cái tình trạng giảm thể tích phổi do cái sự sơ hóa co kéo rồi sẹp ở nhu mô phổi là cái giai đoạn mà nặng nhất. Trên hình ảnh CT phổi thì cũng có những cái hình ảnh đặc trưng mà có thể gợi ý chẩn đoán sắc côi đô, tuy nhiên thì cũng có thể gặp trong những bệnh cảnh khác. À, về hình ảnh CT phổi điển hình trong sắc côi đô thì chúng ta có thể gặp tùy theo với cũng tương ứng với lại cái các mức độ giai đoạn. Thì cái tổn thương thứ nhất là các cái hạch ở trung thất thì hình ảnh điển hình nó sẽ là các cái hạch ở vùng rốn phổi kèm theo có thể hạch ở các cái vị trí trung thất khác và thường là hạch cả hai bên có tính chất đối xứng cũng như là các cái hạch này thì có ranh giới rõ và cái mật độ đồng nhất. À, đối Ngoài ra thì cũng có thể gặp cái hình ảnh của các cái hạch trung thất vôi hóa trên phim chụp cắt lớp vi tính ở những bệnh nhân sarcoid. À, các cái nốt tổn thương ở nhu mô phổi trên CT trên HRCT chúng ta thường gặp là các cái nốt tổn thương nhỏ với cái kích thước từ 2 đến 5 mm và thường là có kèm theo cái chủ yếu là các cái hình ảnh dày của các cái vách liên tiểu thùy, à, dày của đồng thời là các cái tổn thương dày quanh phế quản, các cái bó mạch phế quản, các cái nốt ở xung quanh phế quản, bó mạch phế quản và bạch huyết. Và trong một số trường hợp thì có thể nhiều nốt nhỏ tập trung thành những cái nốt lớn và uh, có cái tình trạng tập, tập trung thành nốt lớn và những cái hình ảnh đông đặc và ở quanh vùng rốn phổi uh, và cái giai đoạn nặng nhất ở trên chụp uh, hình ảnh chụp x quang hay là ct đồng ngực đó là các cái tình trạng sơ hóa thì chúng ta sẽ thấy các cái tổn thương dạng lưới uh, các cái tình trạng mà giãn uh, phế quản do co kéo rồi giảm thể tích, tích phổi do cái tình trạng sơ hóa co kéo như mô phổi và xẹp cũng như là các cái tổn thương ở quanh các cái sơ hóa ở quanh các cái bó mạch phế quản ở trên CT cũng có thể thấy các cái hình ảnh là bẫy khí hoặc là các cái tổn thương thể khảm do các cái tổn thương ở vùng quanh tiểu bó mạch tiểu phế quản dẫn đến cái tình trạng là uh, bẫy khí do cái tình trạng là rối loạn cái thông khí ở cái vùng đó. Uh, một số các cái hình ảnh trên CT mà uh, không điển hình của sắc cơ đô thì cũng có thể gặp trung hạch ở trong trung thất hoặc hạch rốn phổi nhưng mà là hạch một bên không đối xứng hoặc là các cái tổn thương mà đông đặc ở nhu mô phổi hay là kính mờ lan tỏa rồi có nốt mờ đơn đục độc Phổi hay là các cái tổn thương dạng kê hoặc là các cái hình kén kèm theo là có thể các cái tổn thương hang u nấm à, Thì cái này nó thường là tổn thương kết hợp trong bệnh sắc coi đô đây là một số các cái hình ảnh tổn thương uh, phổi trên phim chụp cắt lớp vi tính ở bệnh nhân sarcoido thì ở hình ảnh đầu tiên là các cái trường hợp mà bệnh nhân có các cái hạch ở vùng quanh rốn phổi và hạch trung thất ở dưới carina uh, cái hình ảnh thứ hai này là các cái tổn thương nhiều các cái nốt mờ nhu mô phổi và các cái dày thành của phế quản quanh bó mạch phế quản và hình ảnh thứ ba là cái sarcoido mà ở cái ngoài cái việc mà có các cái tổn thương ở hạch quanh vùng rốn phổi thì nó có rất là nhiều các cái nốt mờ ở phổi tập trung lại thành đám 嗯 trong chẩn đoán sắc côi đô thì người ta cũng uh, có một số trường hợp thì sẽ được chỉ định chụp cộng hưởng từ và cộng hưởng từ này thì được chỉ định trong những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ là có sắc côi đô đối với lại tim hoặc là các cái sắc côi đô của hệ thần kinh thì với cái hình ảnh mà tổn thương ở trên cộng hưởng từ thì người ta sẽ có khi mà thấy cái hình ảnh của cái tình trạng tăng tín hiệu muộn ở các cái vùng cơ tim với lại cái thuốc đối quang từ là gadolinium uh, trong bệnh cảnh lâm sàng có các cái triệu chứng phù hợp thì người ta sẽ nghi ngờ là sắc côi đô của tim và các cái biểu hiện của các cái ổ mà tổn thương tăng tín hiệu muộn với lại gallium nó thường là biểu hiện là các cái đa ổ ở các cái vùng dưới màng tim hoặc giữa cơ tim và có thể là mở rộng trực tiếp từ thất trái qua đoạn liên thất và vào thất phải và đối với lại cái điểm mạnh của trục cộng hưởng từ tim đó là nó có cái giá trị dự báo âm tính cao để loại trừ sắc cô đô tim ví dụ trong những trường hợp mà chúng ta bệnh cảnh lâm sàng bệnh nhân chúng ta nghi ngờ là có sắc cô đô làm điện tim lại có các vấn đề về rối loạn chúng ta nghi ngờ sắc cô đô tim thì cái giá trị của cộng hưởng từ rất là quan trọng nếu chụp cộng hưởng từ nó không có các cái vùng mà tăng tín hiệu muộn với gallium thì nó cũng là nó là một cái giá trị dự báo âm tính cao là bệnh nhân không có tổn thương tim do đô Uh, PET CT cũng có thể được chỉ định trong một số trường hợp để chúng ta đánh giá cái tổn thương ở trong bệnh lý đô cũng như chẩn đoán đối với lại những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ là chụp cộng hưởng uh, nghi ngờ là đô nhưng mà không thực hiện được chụp cộng hưởng từ tim vì các lý do như là bệnh nhân có suy thận không sử uh, rồi hoặc bệnh nhân có các cái thiết bị kim loại không tương thích cho việc mà chụp cộng hưởng từ uh, và cũng được khuyến nghị chụp trong những cái trường hợp mà cộng hưởng từ tim âm tính nhưng mà lâm sàng vẫn nghi ngờ cao thì người ta có thể chỉ định chụp uh, PET CT và nó cũng có giá trị trong cái trường hợp mà chúng ta có thể xác định được các cái tổn thương ở nhiều đa cơ quan trong bệnh cảnh của Saccoido. À, và đây là một cái hình ảnh mà uh, của chụp PET CT có thể tờ, uh, thấy là có cái tình trạng tăng bắt uh, cái FDG ở các cái vị trí của hạch trung thất và bệnh nhân này thì sau đó thì cũng được chẩn đoán xác định bằng việc là sinh thiết cái tổn thương Uh, điện tim là một cái xét nghiệm mà chúng ta cần phải làm thường quy ở tất cả những bệnh nhân mà bệnh cảnh lâm sàng chúng ta nghi ngờ là sắc côi đô để loại trừ vấn đề về sắc côi đô tim và trên hình ảnh điện tim thì những với những bệnh nhân lâm sàng có các yếu tố nghi ngờ sắc côi đô mà điện tim có các cái rối loạn như là block nhĩ thất ngoại tâm thu thất hay là các cái rối loạn về nhịp dung nhĩ cuồng nhĩ nhịp nhanh nhĩ thì chúng ta cần phải nghĩ đến là có thể có sắc côi đô tim và lúc đó thì sẽ phải chủ, chỉ định là chụp cộng hưởng từ tim hoặc là làm các cái thăm dò tiếp theo để mình đánh giá xem là có sắc côi đô tim không vì sắc cô đôi tim thì là một cái tiên lượng rất là xấu và bắt buộc phải điều trị À, bên cạnh đó thì các cái xét nghiệm được chỉ định trong sắc côi đô chúng ta có cần phải làm đó là các cái xét nghiệm mà phải loại trừ căn nguyên vi sinh vì chúng ta biết rằng là triệu chứng lâm sàng của sắc côi đô cũng như là hình ảnh trên x quang và ct cũng có thể gặp trong các bệnh cảnh bệnh lý khác ở việt nam chúng ta thì là cái vùng dịch tễ của lao thì những cái xét nghiệm mà chúng ta cần phải làm đặc biệt là các xét nghiệm để loại trừ lao chúng ta cần phải làm các xét nghiệm về afb đờm pcr lao rồi cấy lao ở bệnh phải đờm hay là dịch phế quản và trong một số trường hợp chúng ta cần phải làm cả quantiferon để chúng ta có thể loại trừ uh, các cái xét nghiệm về HIV để chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt trong những trường hợp bệnh nhân có các cái bệnh lý tổn thương phổi kẽ ở bệnh cảnh bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, rồi các cái xét nghiệm về bệnh lý tự miễn trong trường hợp các tổn thương phổi kẽ chúng ta chưa thể loại trừ được các bệnh lý tự miễn, uh, canxi máu, canxi niệu, rồi phốt phát ra kiềm trong những trường hợp mà bệnh nhân có các cái tổn thương viêm hạt ở gan, rồi định lượng đồng độ ACE huyết thanh. Tuy nhiên thì cái xét nghiệm những cái xét nghiệm này thì độ nhạy, độ đặc hiệu nó thấp và có thể gặp trong những cái bệnh cảnh khác. Về xét nghiệm mô bệnh học thì mô bệnh học trong sắc cơ đô cũng là một xét nghiệm quan trọng để trần đoán. Tuy nhiên không phải trường hợp nào chúng ta cũng cần phải chỉ định làm xét nghiệm mô bệnh học và cũng có những cái việc mà tiếp cận làm xét nghiệm mô bệnh học ở nhiều vị trí cơ quan là một cái xét nghiệm xâm lấn có thể gặp khó khăn. Thế thì khi mà uh, tiếp cận để sinh thiết thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn các cái vị trí mà can thiệp sinh thiết ít xâm lấn, ví dụ bệnh nhân có tổn thương ngoài da, các cái nốt dưới da hoặc là hạch ngoại vi hoặc là có các tổn thương ở tuyến nước bọt mang tai uh, thì chúng ta có thể tiến hành làm sinh thiết. Với những trường hợp mà bệnh nhân chỉ có tổn thương ở lồng ngực lồng ngực thì chúng ta tiếp cận đầu tiên là qua nội soi phế quản nếu có tổn thương ở niêm mạc chúng ta sẽ sinh thiết niêm mạc chúng ta có thể thực hiện sinh thiết tầng các cái niêm mạc ở phế quản hai bên để chúng ta thực hiện chẩn đoán hoặc là khi chúng ta thấy các cái tổn thương niêm mạc rõ ràng và nếu trong chợt mà trong một số trường hợp thì chúng ta có thể chỉ định các cái can thiệp ví dụ như là siêu âm nội soi để sinh thiết hạch trung thất à, ngoài ra thì ở những cái vị trí nội tạng khác À, trong những trường hợp mà chúng ta không thể tiếp cận được bằng các cái can thiệp ít xâm ít xâm lấn hơn ví dụ như là hạch ở trong trung thất mà chúng ta không tiếp cận được qua nội soi phế quản hoặc là eBUS thì chúng ta có thể tiếp cận qua nội soi lồng ngực đấy là cái lựa chọn cuối cùng và đối với lại các cái cơ quan tổn thương khác trong sấp côi đô thì cái việc sinh thiết rất ít khi đặt ra vì các cái tạng đó thường ở sâu và cái sinh thiết thì cái nguy cơ rủi ro cao à, trong trường hợp đó chúng ta cũng sẽ cố gắng tìm cách tiếp cận bằng nhiều hướng để chúng ta chẩn đoán trước khi chúng ta quyết định sinh thiết những cái tạng này À, đối với vai trò của nội soi phế quản và nội soi phế quản siêu âm trong trần đoán sắc côi đô thì được chỉ định trong những trường hợp bệnh nhân có các cái tổn thương phổi hoặc là tổn thương ở hạch trung thất và đối với nội soi phế quản thì qua nội soi chúng ta có thể tiếp cận để sinh thiết niêm mạc phế quản nếu có tổn thương hoặc là sinh thiết tầng cựa phế quản sinh thiết xuyên vách đối với lại các cái trường hợp tổn thương phổi kẽ lan tỏa hoặc là chúng ta có thể chọc hút sinh thiết xuyên thành À, đối với lại hạch trung thất à, qua cái việc mà thực hiện siêu âm nội soi. Ngoài ra thì chúng ta có thể thực hiện việc rửa phế quản phế nang và khi mà rửa phế quản phế nang chúng ta làm cái xét nghiệm đếm tế bào với nếu chúng ta thấy tỷ lệ bạch cầu lympho tăng trên 15% kèm theo là có tỷ lệ CD4 trên CD8 là trên 3,5 thì cũng là yếu tố gợi ý với cái độ đặc hiệu từ 93 đến 96% trong chẩn đoán sarcoidosis. À, một cái phương pháp tiếp cận nữa đó là sinh thiết phổi lạnh bằng cryobiopsy thì sẽ giúp lấy được cái mảnh bệnh phẩm cao hơn. Tuy nhiên thì ở Việt Nam chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng chưa thực hiện được và đây cũng là một cái can thiệp mà xâm lấn cao hơn vì mức độ xâm lấn nhiều hơn. Vì vậy chúng ta sẽ làm trong những trường mà chúng ta không thể tiếp cận được ở các cái vị trí khác đây là một số các một cái hình ảnh về tổn thương niêm mạc phế quản ở trong bệnh cảnh sát Cô Đô. chúng ta thấy là các cái niêm mạc của phế quản của bệnh nhân nó uh, tạo thành những nhiều rất là nhiều những cái hạt tổn thương ở dưới niêm mạc màu đỏ và uh, khi mà chúng ta chúng tôi cũng có những trường bệnh nhân như này cái tổn thương lan tỏa toàn bộ ở niêm mạc phế quản hai bên và khi sinh thiết vào thì nó làm cái tổn thương viêm hạt uh, tổn thương tổn thương viêm hạt không có ngoại tử bá đậu uh, các cái thăm dò xâm lấn khác như là nội soi trung thất hoặc sinh thiết phổi mở là cái mà chúng ta cũng có thể đặt ra trong trường hợp chúng ta không có được chẩn đoán dựa vào những cái uh, uh, kết hợp lâm sàng, x quang cũng như là uh, các cái uh, sinh thiết ở các cái vị trí mà ít xâm lấn uh, để chẩn đoán sắc đô thì chúng ta cần có ba yếu tố thứ nhất là các cái biểu hiện lâm sàng và x quang tương thích phù hợp với lại sắc đô. thứ hai là chúng ta cần phải loại trừ các cái bệnh lý khác có biểu hiện tương tự và cái thứ ba là trong nhiều trường hợp thì chúng ta cần có xét nghiệm mô bệnh học và với cái hình ảnh là tổn thương các cái tổn thương viêm hạt u hạt không có hoại tử bã đậu à, về bệnh cảnh lâm sàng các cái bệnh cảnh lâm sàng như thế nào là gợi ý sắc đô thì đây là trong cái hướng dẫn của uh, hiệp hội uh, lồng ngực mỹ cũng đưa ra những cái hướng dẫn về cái Ờ, chúng ta có thể dựa trên cái bệnh cảnh lâm sàng để định hướng chẩn đoán sắc côi đô trong đó chúng ta dựa vào tiền sử dựa vào cái việc mà thăm khám lâm sàng dựa vào hình ảnh và một số các cái xét nghiệm khác thì cái khả năng cao là sắc côi đô trong trường hợp mà lâm sàng chúng ta có hội chứng lốp ren hay là khi mà khám ta thấy có các cái ban dạng lupus penio ở da hoặc là bệnh nhân có viêm màng bồ đào bệnh nhân có cái tình trạng là uh, tổn thương viêm thần kinh thị hoặc là bệnh nhân có các cái hồng ban nút về hình ảnh học thì có biểu hiện là các cái tổn thương hành trung thất hạch rốn phổi hai bên đối xứng trên các hình ảnh như là ct hoặc là x quang ct hoặc là thậm chí là pet ct rồi các cái tổn thương các cái nốt mà ở quanh các cái bó mạch bạch huyết ở trên hình ảnh chụp ct ngực cộng hưởng từ tim thì có biểu hiện là tình trạng là uh, cái uh, tăng cái um, uh, hấp uh, tăng cái uh, galidium ở thì muộn hay là các cái tình trạng mà bệnh nhân có các cái uh, tổn thương của tăng hấp thu ở các cái vùng mà tuyến mang tai trên hình ảnh PET CT gợi ý của một cái tình trạng viêm tuyến mang tai. Một số các cái xét nghiệm khác ví dụ như là tăng canxi máu, tăng canxi niệu và các cái bất thường về chuyển hóa vitamin D. À, đối với lại cái, cái thứ hai là cái mà có khả năng là đô thì cũng dựa trên uh, tiền sử bệnh nhân có thể có các vấn đề như là tổn thương của thần kinh sọ liệt mặt này, rồi các cái tình trạng mà biểu hiện của suy thận có đáp ứng với điều trị các cái uh, bệnh cảnh của các cái tổn thương của cơ quan khác, các cái hồng ban nút tổn thương trên da vân uh, uh, vân thì những đây là những cái tiêu chuẩn về các cái uh, các cái tổn thương mà có thể gợi ý trong bệnh cảnh của Sakudo Tuy nhiên thì mức độ chắc chắn thấp hơn và đồng thời là trong sắc Cô đô khi mà chúng ta chẩn đoán xác định chúng ta cũng cần phải chẩn đoán phân biệt với lại các cái bệnh lý u hạt khác và trên đây là một loạt các cái bệnh lý u hạt mà có nhiễm trùng hay là các bệnh lý u hạt không nhiễm trùng thì chúng ta có thể thấy là ở Việt Nam chúng ta là vùng dịch tễ của lao thì cái mà chúng ta cần phải chẩn đoán loại trừ hàng đầu đó là chẩn đoán phân biệt với lao chúng ta thấy trong mô bệnh học của sắc Cô đô nó cũng có biểu hiện của cái các cái tổn thương là viêm hạt À, là các cái tổn thương viêm hạt điển nhưng mà đối với lại sắc đô thì nó không có hoại tử bã đậu còn lao thì nó là có hoại tử bã đậu nhưng mà trong nhiều trường hợp thì chúng ta sẽ rất khó để có thể phân biệt dựa trên cái mô bệnh học như vậy. À về chẩn đoán sắc cô đô thì người ta có thể dựa trên cái uh, thang điểm lâm sàng trong chẩn đoán sắc cô đô. Thì ở đây là uh, cái thang điểm lâm sàng mà nó liệt kê một loạt các cái tổn thương ở các cái vị trí cơ quan khác nhau như là phổi rồi mắt rồi da vân vân. Và ở cái phần bên này là các cái dấu hiệu mà nhiều khả năng là sắc cô đô. Thì với mỗi một cái trường mỗi trường hợp bệnh nhân có tổn thương ở một cơ quan mà có bất kỳ dấu hiệu nào ở mỗi cái cơ quan này thì sẽ được chấm là một điểm. Và nếu như mà bệnh nhân có từ 3 điểm trở lên từ 10 điểm trở lên thì cái khả năng chẩn đoán sắc côi đô trên lâm sàng sẽ cho cái độ đặc hiệu là đến trên 99%. Còn với bên này là các cái dấu hiệu mà ít đặc hiệu hơn đối với lại sắc côi đô thì với mỗi một cái dấu hiệu ở bên này thì chúng ta sẽ được 3 điểm và chúng khi mà chúng ta cộng tổng các cái điểm lại mỗi với mỗi một cơ quan thì chúng ta chỉ đánh được chấm duy nhất một cái tiêu chuẩn thôi và tổng các điểm này nếu mà từ trên 10 điểm thì cũng cho cái độ đặc hiệu là đến trên 99%. Nó là một cái để chúng ta có thể sử dụng trên cái lâm sàng để chúng ta đánh giá. À, chính vì vì vậy mà chúng ta thấy rằng là ở trong sắc đô thì cái hướng khuyến cáo gần đây cũng đề đặt ra đó là không phải tất cả các trường hợp chẩn đoán sắc đô chúng ta đều cần phải là sinh thiết để có xét nghiệm mô bệnh học. À, đây là những cái trường hợp mà chúng ta không nhất thiết là phải sinh thiết, đó là những trường hợp bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý đặc trưng của sắc đô, ví dụ như là hội chứng lốp ren sốt viêm màng bồ đào, Viên tuyến mang tai rồi có ban lupus penio à, thì là những cái biểu hiện đặc trưng của sắc đô hoặc là bệnh nhân có hạch rốn phổi không triệu chứng và có nguy cơ thấp các mắc các nguyên nhân khác thì trong trường hợp đó cũng nghĩ nhiều đến sắc đô chúng ta có thể không cần phải sinh thiết tuy nhiên cần phải thảo luận với bệnh nhân để ra quyết định và những cái trường hợp mà có các biểu hiện lâm sàng chắc chắn với cái thang điểm chẩn đoán sắc đô là trên 10 điểm thì cũng là một cái mà chúng ta có thể không cần phải đặt ra vấn đề sinh thiết À, đây là cái lưu đồ hướng dẫn chẩn, tiếp cận chẩn đoán sắc cơ thì chúng ta sẽ dựa vào khai thác bệnh sự cảnh lâm sàng của bệnh nhân và nếu như lâm sàng gợi ý cao là sắc cơ ví dụ như là có hội chứng lopren có ban lupus penio có hội chứng pho hay là có biểu hiện hạch trung thất đối xứng à, hạch rốn phổi đối xứng hai bên và không có triệu chứng thì trong những trường đó chúng ta sẽ à, thảo luận với lại bệnh nhân và xem xét các trường hợp theo cái tiêu chuẩn là không cần phải sinh thiết hạch mà vừa trình bày trước đó và chúng ta chẩn đoán là có thể là sắc đô còn trong những trường hợp mà bệnh nhân có các cái uh, triệu chứng các cái hội chứng đặc hiệu của sắc đô theo cái bảng trước đó là ví dụ như là các cái hội chứng lốp ren hay là hội chứng hiệp pho vân vân thì chúng ta sẽ uh, chẩn chúng ta sẽ đi theo cái giản đồ tiếp theo đó là chúng ta có cần thiết phải là sinh thiết hạch trung thất hay không uh, sinh, uh, sinh sinh thiết các cái tổn thương hay không nếu như mà trong trường mà bệnh nhân có các triệu chứng điển hình thì chúng ta không cần phải sinh thiết còn nếu trong trường mà có các triệu chứng của bệnh nhân không điển hình thì chúng ta sẽ xem xét cái vấn đề là sinh thiết để chúng ta đưa ra cái chẩn đoán Uh, tiếp theo đến cái phần mà tiếp cận điều trị sắc côi đô thì hiện tại với cái việc điều trị sắc côi đô thì chúng ta biết rằng là uh, có một cái tỷ lệ rất cao bệnh nhân sắc côi đô có thể tự thoái triển và việc điều trị sắc côi đô là sử dụng các cái thuốc ức chế miễn dịch vì vậy đi kèm nó đó là các vấn đề tác dụng phụ và theo dõi lâu dài chính vì vậy mà chúng ta cần phải theo dõi tiến triển bệnh để có thể đưa ra cái quyết định điều trị và cái để theo dõi tiến triển của bệnh chúng ta sẽ dựa trên cái tiến triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân hình ảnh x quang phổi uh, ct lồng ngực cũng như là chức năng hô hấp để quyết định việc có đưa ra cái điều trị hay không À, và đây là một cái hướng dẫn về tiếp cận điều trị ở những bệnh nhân sắc cơ đô thì à, tựu chung lại thì với những cái bệnh nhân sắc cơ đô mà nếu như mà bệnh nhân chỉ có hạch rốn phổi hoặc hạch trung thất mà không có triệu chứng thì chúng ta sẽ để theo dõi. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng, ví dụ như là ho, ví dụ như là khó thở, bệnh nhân có tổn thương phổi mà ảnh hưởng gây ảnh hưởng đến chức năng phổi thì chúng ta sẽ có chỉ định phải điều trị. Và cái việc tiếp cận điều trị của chúng ta thì cái lựa chọn hàng đầu sẽ là sử dụng corticoid và chúng ta theo dõi đáp ứng của bệnh nhân. Nếu không cải thiện, chúng ta sẽ xem xét cái việc mà thay đổi cái pháp đồ điều trị. À, đây là cái khuyến cáo của ias về cái việc là quyết định điều trị của bệnh nhân thì với những cái bệnh nhân mà không à, cơ, cơ, câu hỏi đầu tiên đó là với bệnh nhân sắc côi phổi thì liệu rằng cái việc điều trị corticoid chúng ta nên sử dụng hay là chúng so với cái việc mà chúng ta chúng ta có nên sử dụng corticoid hay là sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch thì cũng đưa ra cái uh, ias đưa ra cái khuyến cáo rằng là với những cái bệnh nhân mà sắc côi đô mà bệnh nhân có cái tổn thương uh, có cái sự suy giảm về chức năng phổi thì nếu mà chúng ta và nguy cơ tử vong cao thì chúng ta sẽ cần phải khuyến cáo điều trị corticoid và nếu như không được cải thiện chúng ta cần phải thay đổi cái phải bổ sung thêm các cái thuốc ức chế miễn dịch. À, và đây cũng là một cái giản đồ khuyến cáo của IAS dựa trên cái mức độ nguy cơ của bệnh nhân để đưa ra cái khuyến cáo điều trị nếu như bệnh nhân có cái tình trạng biểu hiện của các cái triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân có suy giảm chức năng phổi, tổn thương phổi nặng có nguy cơ tử vong hoặc là tổn thương các cái cơ quan như là quan trọng như là tim mạch thì chúng ta cần phải điều trị và việc điều trị khởi đầu cũng là với corticoid, chúng ta sẽ theo dõi đáp ứng của bệnh nhân. Nếu như mà không có cải thiện thì chúng ta sẽ cần phải uh, thay đổi cái điều trị, ví dụ như là thêm các cái thuốc mà hàng hai như là methotrexate hay là azathioprine vân vân và chúng ta theo dõi đáp ứng của bệnh nhân để chúng ta điều chỉnh tiếp. Còn nếu bệnh nhân đáp ứng tốt thì chúng ta sẽ xem xét việc giảm liều. À, và bảng này là tóm tắt của các cái thuốc điều trị có uh, đối với lại sắc đô cũng như là một số các cái cái liều thông thường sử dụng các cái tác dụng phụ vì thời gian không có nhiều nên sẽ xin phép không đi vào chi tiết À, theo dõi điều trị thì khuyến cáo là chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân mỗi 3 đến 6 tháng với khám lâm sàng và làm các cái xét nghiệm tùy theo cái cơ quan bệnh nhân bị tổn thương cũng như là theo dõi tình trạng chức năng hô hấp của bệnh nhân. À, em xin trình bày một cái ca lâm sàng, đây là một cái bệnh nhân nam 39 tuổi, bệnh nhân này thì làm nghề nghiệp tự do, không có tiếp xúc với lại khói bụi uh, nghề nghiệp và bệnh nhân thì có hút thuốc trong 10 năm. Lý do của bệnh nhân đi khám là vì ho khạc đờm, khó thở bệnh nhân này thì bệnh cảnh là từ năm 2013 thì bệnh nhân đã có triệu chứng ho khạc đờm lẫn máu mệt mỏi rồi gây sút cân và bệnh nhân đi khám ở bệnh viện phổi trung ương lúc đó thì được chẩn đoán là có theo dõi tổn thương theo dõi lao hạch trung thất và điều trị lao không bằng chứng lúc đó thì bệnh nhân có nói rằng là có được làm sinh thiết hạch và có nội soi phế quản nhưng mà không tìm được bằng chứng và sau đó bệnh nhân đã được điều trị thuốc lao 8 tháng bệnh nhân điều trị đủ phác đồ và tình trạng ho cũng đỡ sau đó cân nặng bệnh nhân cũng trở lại bình thường và không đi khám lại đến năm 2021 thì bệnh nhân lại xuất hiện triệu chứng ho khạc đờm trắng, không có khó thở đi chụp phim cắt lớp thì nghi tổn thương lao và xét nghiệm đờm thì cũng không thấy vi khuẩn lao. Nội soi phế quản sinh thiết thì à, à, xin lỗi sinh thiết tổn thương phổi thì bệnh nhân có chẩn đoán là một tổn thương viêm hạt và hướng đến lao và cũng được điều trị lao với cái phác đồ là 12 tháng tại viện phổi trung ương. Đầu tháng 11 2023 thì bệnh nhân lại xuất hiện một đợt ho máu lẫn đờm và kèm theo tức ngực không rõ sốt rồi mệt mỏi đi khám thì có xuất hiện ở hạch bẹn, hạch cổ và bệnh nhân được bóc hạch bẹn ở bệnh viện Phổi Trung ương, kết quả mô bệnh học thì là hình ảnh theo dõi sắc cô đô nhưng mà bệnh nhân thấy rất là lo lắng vì là diễn biến bệnh lâu như vậy vì vậy đã đi khám lại, phó giáo sư Phượng và sau đó thì cô Phượng đã chẩn đoán là một cái theo dõi sắc cô đô và chuyển đến trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai để được theo dõi điều trị. Khám lâm sàng thì bệnh nhân này có à, hạch bẹn hai bên rồi hạch cổ. Ngoài ra thì không có tổn thương da và phổi thì có một chút gian rít gian ngáy. Bệnh nhân thì không có khó thở khi mà nghỉ ngơi, chỉ khó thở khi gắng sức. Đây là hình ảnh x quang phổi của bệnh nhân năm 2021 thì có các cái tổn thương phổi à, kẽ lan tỏa rất là nhiều, các cái nốt tổn thương nhu mô phổi hai bên. À, và... Đây là một cái phim cắt lớp phổi của bệnh nhân năm 2021 thì có thể thấy là bệnh nhân có các cái hạch trung thất cùng với lại các cái tổn thương nhu mô phổi có những cái tổn thương mà tạo thành đám rồi rất nhiều nốt mờ kẽ và quanh các cái bó mạch phế quản. Và với cái hình ảnh này thì cũng gợi ý là một cái tổn thương nghĩ đến sắc quy đô. Ở thời điểm đó thì bệnh nhân đã được điều trị lao vì cái tổn thương sinh thiết nhu mô phổi là tổn thương viêm hạt hướng đến lao nhưng mà cũng không thấy mô tả là có hoại tử bã đậu hay không. Và đối năm 2023 thì khi bệnh nhân bị ho máu rồi mệt mỏi bệnh nhân đi khám thì đây là cái hình ảnh tổn thương phổi của bệnh nhân so với năm 2021 thì cái tổn thương phổi của bệnh nhân nó đã tiến triển nhiều hơn lên. Và đây là cái hình ảnh tổn thương trên các của bệnh nhân trước đây là năm 2013. À, tuy nhiên thì uh, cũng không biết rằng là lúc đó thì có thực sự là lao hay là bệnh cảnh của sarcoido. À, nhưng mà đến với cái tổn thương lần hai là năm 2021 thì có thể thấy cái tổn thương phổi của bệnh nhân chúng ta cũng không có bằng chứng về vi khuẩn học và tổn thương phổi thì là một cái viêm hạt và bệnh nhân cũng đã được điều trị lao nhưng mà cái tổn thương phổi của bệnh nhân nó đến năm 2023 thì nó không cải thiện và nó có xu hướng là nặng lên cũng như là bệnh nhân có cái sự suy giảm về chức năng phổi và vì vậy mà rất có thể rằng là ban đầu thì bệnh nhân này đã là sắc côi đô rồi. Và Bệnh nhân này thì chúng em đã quyết quyết định là chẩn đoán là sắc cô đô phổi giai đoạn 2 hạch trung thất hạch cổ hạch bẹn chức năng hô hấp là có dối loạn thông khí tắc nghẽn ở mức độ trung bình và chúng em đã điều trị meron cho đến nay thì là bệnh nhân đã được điều trị 4 tháng với cái phác đồ điều trị và hiện tại là cái tổn thương phổi của bệnh nhân mùng 6 tháng 3 là cái phim ở phía dưới so với lại cái phim tháng 11 2023 thì đã có cải thiện rất là tốt với cái tổn thương phổi à, và tiếp tục theo dõi thì gần nhất là 26 tháng 6 là phim phía dưới thì tổn thương phổi của bệnh nhân cũng ổn định những cái tổn thương sơ hóa thì có lẽ nó sẽ không thì nó sẽ không trở về bình thường còn đây là một cái trường hợp bệnh nhân nữ 32 tuổi của bệnh nhân này thì đi khám là vì một cái tình trạng ho kéo dài nhưng mà khởi điểm ban đầu từ năm 2019 là bệnh nhân đã tình cờ đi khám sức khỏe và phát hiện tổn thương phổi kẽ hai bên lúc đó thì bệnh nhân hoàn toàn là không có triệu chứng gì và đến năm 2020 thì bệnh nhân có khám ở bệnh viện Bạch Mai à, chúng em nghi ngờ là tổn thương phổi kẽ đã chụp cắt lớp phổi thì trên năm 2022 em xin chuyển qua thì đây đến năm 2020 thì có thể thấy là trên cái phim cắt lớp phổi của bệnh nhân nó là cũng là các cái tổn thương phổi kẽ ở quanh các cái bó mạch phế quản à, không có các cái hạch trung thất và bệnh nhân này thì ở thời điểm đó chúng em đã thực hiện cái việc là nội soi phế quản để lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm tìm lao cũng như làm các cái bi lăng bệnh tự miễn thì đều âm tính hết à, nhưng mà lúc đó thì bệnh nhân chỉ có triệu chứng ho kéo dài và chức năng phổi thì vẫn bình thường sau một đợt điều trị kháng sinh thì bệnh nhân ổn vì vậy mà chúng em quyết định theo dõi sau đó thì sau 6 tháng bệnh nhân đi khám lại thì đến tháng 9 năm 2020 chụp lại phổi thì cái tổn thương phổi của bệnh nhân nó có xu hướng là tiến triển tăng lên với các cái tổn thương kính mờ ở phổi và các cái tổn thương kẽ quanh bó mạch phế quản. Đồng thời là đo chức năng phổi của bệnh nhân, xin lỗi đến đồng thời là đo chức năng phổi của bệnh nhân thì nó có cái sự suy giảm chức năng phổi TLC cũng giảm rồi DNCO giảm. Và vì vậy mà chúng em đã quyết định cái việc là điều trị cái thuốc cho bệnh nhân này. Thì điều trị thuốc bệnh nhân này khởi đầu là được điều trị với lại uh, Medron. Lâm sàng để bệnh nhân tiến triển rất là tốt và khi mà chụp lại phổi, em xin chuyển nhanh vì cũng không có còn thời gian nữa. Uh, bệnh nhân này thì với lâm sàng trong quá trình điều trị thì bệnh nhân tiến triển rất là tốt cái tổn thương phổi nó cải thiện nhưng mà khi chúng em giảm liều medron xuống cái liều mà 6 mg thì bệnh nhân bắt đầu cái tổn thương phổi nó lại tăng lên và vì vậy mà chúng em đã phải hội trần để xem xét cái vấn đề điều trị cho bệnh nhân thì đây là một cái bệnh nhân nữ mà chưa lập gia đình uh, thành ra là uh, khi mà hội trần lần hai ở trong hội đồng phổi kẽ chúng em quyết định là sẽ điều trị methotrexate cho bệnh nhân nhưng mà bệnh nhân chưa lập gia đình nên là sau đó thì bệnh nhân đã đi chữ chứng và uh, chúng em uh, sau khi mà chữ chứng xong thì khoảng 4 3 tháng sau vào tháng 4 năm nay thì chúng em bắt đầu điều trị methotrexate cho bệnh nhân và có thể giảm được liều meron xuống 2mg và đây là cái phim phổi của bệnh nhân à, đánh giá sau cái điều trị thì cái tổn thương phổi nó đã cải thiện rất là nhiều so với lại cái phim ở cái thời điểm mà tháng 1 năm 2023 là cái tổn thương phổi như thế này thì à, qua các cái ca lâm sàng vừa rồi cũng như là một chút cái tổng quan về bệnh sắc Cuy đô thì em xin có một vài cái kết luận thứ nhất là đối với lại sắc Cuy đô thì cái việc chẩn đoán còn gặp rất là nhiều thách thức do các cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân không đặc hiệu cũng như là hình ảnh x quang có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác ngoài ra thì để và vì vậy mà có thể dẫn đến việc chập chế và ở việt nam chúng ta thì cần phải lưu ý chẩn đoán phân biệt với lao phổi và việc chẩn đoán xác định bệnh thì cần phải dựa vào đánh giá toàn diện lâm sàng tỉ mỉ các cái hình ảnh x quang phù hợp cũng như chúng ta chỉ định các cái thăm dò cận lâm sàng Ví dụ các cái xe điện sinh thiết phù hợp Quyết định điều trị bệnh thì sẽ phụ thuộc vào tiến triển bệnh Nguy cơ tác dụng phụ của các thuốc lâu dài Để chúng ta đưa ra cái quyết định điều trị Và theo dõi đáp ứng để có thể điều chỉnh cái pháp đồ điều trị cho phù hợp ạ Em xin hết ạ Xin cảm ơn các thầy cô ạ